Hiện tại thì mình đang có mặt ở Thái Nguyên và tham gia một sự kiện siêu cool. Mọi người hãy cùng theo mình để khám phá như thế nào nha. Let's go! Hãy đứng lên và vỗ tay thật to cô xem nào. Cùng học tốt, thế giới mà sao dễ yên ấm hơn. Cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui, vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh xanh đẹp. Ta hãy vận động tốt mỗi ngày. Cùng cô la 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 la. Đánh cầu lông, tập thể dục. 1, 2, 3, 4. Chơi thể thao, chơi đá cầu. Hít thở đều. 2, 2, 3, 4. Này, mình đi Thái Nguyên là mình được biểu diễn là một điều rất là ấn tượng của Đăng Bách. Tôi là một cậu bé đi khắp mọi những thứ ngoài không xa. Hướng mắt nhìn bầu trời cao làm tôi cảm thấy tâm mong mà rộn ràng. Những ngày xưa mình tài biết rất nhiều điều về vũ trụ. Thế liệu đâu làm thế nào mà biết đủ thứ. Ok bây giờ hỏi ba thì ba giải quyết đến những khúc mắc. Nó có sắp đổ tung mình không có gì bổ sung và xây vòng những cái xúc sắc. Ba bảo nó là về tên được phóng lên bầu trời là thứ kết nối muôn nơi. Anh hãy hát một bài có con chó. Ôi giời ơi, bài này quá đơn giản nhá. Ba là con cá kình, mẹ là con cá voi, em là con cá mập, ba con cá to to. Nuốt hết một con bò. Con gì hay hỏi tại sao? Con gì? Con chó. Sai rồi, con chó kêu gâu gâu. Chúng ta cùng đếm nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bạn chịu thua chưa? Tớ chịu thua đấy. Con gì hay hỏi tại sao? Con mà hay hỏi tại sao chính là con lợn. Con lợn. Tại sao? Đấy. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên đất con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah. Từng bay lên cao đi papa bự, suốt chai bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt theo sức dâng lên cao. Hôm nay có một tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam có mặt ở đây. Đó chính là ai ạ? Anh Văn Toàn. Lần đầu tiên tham gia mà thấy không khí như này thì cảm thấy cũng rất là hơi là lo lắng, tại vì thấy nên không ngờ là được tổ chức công phu mê cả rất là đông người đến như vậy. Hồi nhỏ của mình khi tất cả mọi người đều cùng nhau đá bóng với nhau, đó đều là những kỷ niệm đẹp đối với mình. Hôm nay thì khi được giao lưu tất cả mọi nhỏ, mình cũng nghĩ là mình cảm thấy rất là vui. Thì các bạn nhỏ sẽ có những điều mà họ rất là đáng yêu riêng. Tại sao chúng ta lại phải biết ơn thầy cô của chúng ta? Bởi vì thầy cô giáo như là người mẹ thứ hai và... quá là tuyệt vời luôn ạ. Tại sao phải biết ơn trái đất? Trái đất giúp mình có nhiều khu vui chơi và trường học ạ. Sẽ xin gửi lời chúc tới tất cả các em ở đây đều luôn chăm ngoan, học giỏi, luôn siêng năng tập luyện thể dục thể thao và luôn yêu thương, quan tâm đến tất cả mọi người.